Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Sava, Vingua, Techtime, một dòng xe đạp của thương hiệu Sava đến từ thương hiệu Đức và được sử dụng khung là khung carbon, bánh 26 inch và được chạy một cái bộ chuyển động của Shimano là dòng Shimano Atut. Xe là toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên bản, nguyên zin tất tần tật. Tông màu hôm nay em về là tông màu đỏ pha đen, rất là đẹp. Thì thể thao, thiết kế khung Sava, khung của Đức. Thì những chiếc xe đến từ thương hiệu Đức, đặc biệt là thương hiệu Sava này cũng rất là nổi tiếng trên toàn thế giới về cái công nghệ sản xuất khung carbon rất là cứng cáp và chắc chắn. Ở phần sơn có những cái chi tiết hoa văn rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Tiết hoa văn rất đẹp, kể cả từ cái logo Sava này cũng được sử dụng cái hoa văn này. Tổng thể xe thì còn tương đối là mới các bạn, hầu như là trên khung không có vết xước nhỏ đáng kể, chỉ có những cái vết xước nhỏ này, xước răm do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn chiếc xe giữ cái độ mới và đẹp cũng tương đối là tốt. Thương hiệu Sava cùng carbon, sử dụng bộ group chuyển động của Shimano Atut. Đây là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho con xe có 27 độ khác nhau. Bánh 26 inch hay bi vòng cuối lỗ. Trên phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Atut. Phanh là phanh dầu của Shimano. Mây trước cũng là mây bi vòng, bánh bạc đạn. Toàn bộ xe là nguyên zin hết. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 42 cm, khóa yên với tâm cổ phốt 57 cm, và xe toàn cho bác đi được khoảng 62-63, thì nó khoảng 72-73. Chiếc xe đang có giá bán cực kỳ tốt bên em, chỉ có là 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.